Có nhiều chị em tò mò về sản phẩm máy đẩy tinh chất chăm sóc da mặt Pep Bofor, vì thế hãy em ngay bản tin này để tìm hiểu thêm về em ý nhé. 1. Thương hiệu. Máy đẩy tinh chất Pep Bofor là dòng máy chăm sóc da mặt do công ty trách nhiệm hữu hạn Beau có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh phân phối ra thị trường. Theo như thông tin được công bố, sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc. Toàn bộ phần linh kiện được nhập khẩu từ Mỹ và thiết kế theo công nghệ bản quyền của hãng Pep Bofor, hãng chuyên sản xuất các thiết bị chăm sóc sắc đẹp rất nổi tiếng của Mỹ. Máy đẩy tinh chất Pep Bofor là sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung với giá bán hơn 1 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu về sử dụng máy đẩy dưỡng chất của chị em phái đẹp. 2. Thiết kế. Sản phẩm có thiết kế tiện lợi, nhỏ gọn và rất dễ sử dụng. Sản phẩm có thiết kế dạng thanh, với các cạnh được bo tròn cho cảm giác rất vừa vặn và cầm không cấn tay, dễ dàng thao tác massage bằng một tay cho cả khuôn mặt. Phần đầu massage được làm từ hợp kim sáng bóng, mang lại cảm giác mát lạnh khi áp vào da. Phần thân máy đẩy tinh chất Pep Bofor có thiết kế tông màu đen cá tính, khỏe khoắn, các nút bấm điều khiển được bố trí ở mặt trước của máy giúp quá trình thao tác thuận tiện. Máy đẩy tinh chất này sử dụng pin sạc qua cổng USB, bạn có thể dễ dàng kết nối với củ sạc điện thoại hay laptop để nạp pin. 3. Đặc điểm nổi bật, công nghệ làm sạch, clean bằng ion hiện đại kết hợp với nhiệt 40 độ. Chế độ này thường được sử dụng kết hợp với bông tẩy trang. Máy tạo ra dòng điện micro ion có điện tích, kết hợp với nhiệt độ 40 làm giãn nở lỗ chân lông. Công nghệ đẩy tinh chất MicroPad mang lại hiệu quả cao. Có thể bạn chưa biết, có đến 70% lượng dưỡng chất bị thất thoát khỏi da với cách thoa bằng tay truyền thống. Do đó, máy đẩy tinh chất ra đời sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất cho làn da chắc khỏe. Với công nghệ MicroPad, máy sẽ sản sinh ra các điện tích ion âm kết hợp với nhiệt, từ đó giúp các dưỡng chất dễ dàng xuyên qua lớp màng bảo vệ da để thẩm thấu trực tiếp sâu vào từng lớp biểu bì. Nhờ vậy mà các vết thâm sạm được cải thiện, làm đều màu da hiệu quả sau một thời gian kiên trì sử dụng. Ở chế độ đẩy dưỡng chất này, các bạn có thể sử dụng với serum, lotion, essencer hoặc mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng đều phù hợp nhé. Công nghệ do Kuzen, Z phương pháp massage da mặt chuẩn spa, công nghệ này được sử dụng để sản sinh ra các dòng điện thay thế, đem đến các tác dụng massage, nâng cơ mặt, hạn chế sự lão hóa, cải thiện cơ ở mặt và cổ, từ đó giúp làn da săn chắc, căng bóng, mịn màng rõ rệt sau một thời gian sử dụng, tăng lưu thông tuần hoàn máu trên da lên đến 35%, thúc đẩy sản sinh 10% collagen, giúp da chắc khỏe, phục hồi gần 45% chất elastin. Trang bị đèn fluorescent phát hiện các chất có hại cho da. Bằng cách chiếu tia sáng ở phần đầu máy vào lọ mỹ phẩm, nếu ánh sáng phản lại là màu tím thì sản phẩm của bạn có chứa huỳnh quang, ngược lại ánh sáng thu được là màu trắng thì sản phẩm không chứa chất có hại. 4. Ưu nhược điểm. Ưu điểm: thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng và tương đối đầy đủ chức năng chăm sóc cho da. Khả năng làm sạch có hiệu quả cao, loại bỏ nguy cơ gây mụn. Cải thiện các vết thâm, sạm nám hay da xỉn màu với hiệu quả đáng kể khi dùng cùng với các loại kem dưỡng đặc trị. Có khả năng phát hiện chất huỳnh quang gây hại cho da trong mỹ phẩm. Giá thành phải chăng, phù hợp với túi tiền. Nhược điểm: chưa có chế độ làm lạnh và giúp xe khít lỗ chân lông như trên dòng máy đẩy tinh chất Halio Ion Hot và AMP. Cuốn nhưng cũng không thể yêu cầu gì hơn với mức giá của Pep Bofor. Phòng kẹp bông tẩy trang có kích cỡ hơi nhỏ, nên khi sử dụng chúng ta phải tách miếng bông tẩy trang làm đôi mới khớp với phần đầu massage của máy. Bạn phải cẩn thận vì rất có thể dẫn đến gãy phòng kẹp này. Máy không có khả năng chống nước, khi vệ sinh thì các bạn hãy dùng bằng cồn và bông tẩy trang nhé. 5. Trải nghiệm bản thân. Chỉ sau 2 tuần sử dụng, mình cảm thấy da mặt sạch hơn rất nhiều, dưỡng chất được hấp thụ hoàn hảo, không còn xảy ra tình trạng thừa dưỡng chất gây bóng nhờn trên da. Máy massage giúp da mặt căng bóng, sáng hơn và ẩm mịn vô cùng đã. Ở bước Z máy đưa về nhiệt độ phòng hơi chậm, nên khoảng vài giây đầu thì cảm giác hơi ấm nóng, nhưng sau đó thì ổn hơn. Bạn cũng có thể dùng bước Z này để khóa lớp nền sau trang điểm giúp giữ lớp nền trên da được lâu hơn. Nói chung là mình cực kỳ hài lòng về em này, giá vừa phù hợp với túi tiền mà hiệu quả thì miễn chê. 6. Những câu hỏi thường gặp. Máy đẩy tinh chất Pep Bofor phù hợp với những loại da nào? Em này có thể sử dụng cho mọi loại da bạn nhé. Tuy nhiên, nếu da của bạn đang gặp vấn đề về mụn sưng viêm thì nên hạn chế di chuyển thiết bị trên những nốt mụn đó. Sản phẩm này cũng có tác dụng ngăn ngừa và hạn chế mụn đầu đen hoặc mụn cám nữa đó. Máy sạc có lâu không và sử dụng được trong bao lâu? Khi mới mua về, bạn hãy sạc đủ 8 tiếng cho lần đầu tiên để thiết bị trơn pin và bền. Ở những lần sau, thời gian sạc khoảng 1 giờ hoặc đến khi đầy pin. Khi cắm sạc, đèn ở chai sẽ sáng, khi đầy pin đèn sẽ tắt. Thời gian sử dụng của pin tùy thuộc vào tần suất sử dụng của bạn, trung bình khoảng 1 đến 2 tuần sẽ sạc lại. Đối tượng nào nên sử dụng máy đẩy tinh chất Pep Bofor? Nếu các bạn có làn da bị lão hóa, chảy xệ, da bị thâm sạm do tác động của môi trường, làn da bị tổn thương do dùng hóa mỹ phẩm độc hại,
Các bạn ngoài 25 tuổi thì nên sắm cho mình một em sản phẩm này để giúp chăm sóc da hiệu quả hơn nhé. Liệu với những đặc điểm nổi bật của máy đẩy tinh chất Pebble Fur bạn có bị thuyết phục không? Nếu có thì nhanh tay click vào đường link dưới video để riêng một em về xài đi nè.